Rồi có đồng đạo hỏi rằng sinh ra làm người rất khó phải không, rồi gặp được Phật pháp rất khó, rồi bây giờ mình còn ăn thịt, còn chưa có giữ giới được, như vậy có đạt được kết quả cái sự tu cứu cánh hay không? Thì ở đây tôi xin thưa rằng sinh ra làm người rất khó, mà mình được làm người đó là rất tốt một cái rồi. Gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Bây giờ mình cũng gặp được Phật pháp, hiểu được cái giáo lý chân chánh mà mình tu thì đã được hai điều rồi. Còn một điều thứ ba thì bây giờ mình phải giác ngộ kịp thời, phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại, là mình phải giữ giới cho tinh nghiêm, mình phải thực hành đúng cái chân lý thì mình mới mong đạt được cứu cánh. Vì cái giới luật này là của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhớ là như vậy. Pháp môn Tịnh Độ, Nam Mô Di Đà Phật là sắc lệnh của Đức A Di Đà. Pháp môn kiến tánh thành Phật, nhận ra cái biết của mình, tỏ ngộ để khỏi luân hồi sinh tử, đó là pháp. Xin hỏi ông Năm vài câu hỏi này của quý vị đồng đạo. Dạ thưa ông Năm, kiếp người rất khó, rất làm được, biết đạo lại còn khó hơn, vậy làm sao cho đến khi nào thì loại được giữ ăn thịt có thở thành người, chở hết nghiệp ác được không? Ăn thịt mà cái chả là mà mình nói cái chả là ăn được không gì đó, ăn chay gì đó. Kính thưa quý vị, đáng lý ra thì tôi đã lên tiếng là mình không còn nói nữa rồi, nhưng mà ở đây vì sự nhu cầu ở trong nước với ngoài nước, tôi cũng tạm giải thêm một ít đề tài để đáp ứng nhu cầu trong cái việc hiện tại. Rồi có đồng đạo hỏi rằng sinh ra làm người rất khó phải không, rồi gặp được Phật pháp rất khó, rồi bây giờ mình còn ăn thịt, còn chưa có giữ giới được, như vậy có đạt được kết quả cái sự tu cứu cánh hay không? Thì ở đây tôi xin thưa rằng sinh ra làm người rất khó, mà mình được làm người đó là rất tốt một cái rồi. Gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Bây giờ mình cũng gặp được Phật pháp, hiểu được cái giáo lý chân chánh mà mình tu thì đã được hai điều rồi. Còn một điều thứ ba thì bây giờ mình phải giác ngộ kịp thời, phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại, là mình phải giữ giới cho tinh nghiêm, mình phải thực hành đúng cái chân lý thì mình mới mong đạt được cứu cánh. Vì cái giới luật này là của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhớ là như vậy. Pháp môn Tịnh Độ, Nam Mô Di Đà Phật là sắc lệnh của Đức A Di Đà. Pháp môn kiến tánh thành Phật, nhận ra cái biết của mình, tỏ ngộ để khỏi luân hồi sinh tử, đó là pháp. Nếu phạm thì phạm luật của Thượng Đế, thì như vậy phải bị trừng phạt, không thể thay đổi khác hơn được. Vì vậy mà hôm nay tôi kết luận cái đề tài trên đến đây kết thúc. Còn cái ta hỏi ăn mình trở lại về phần ăn chay mà có dứt được cái nghiệp ác mà ăn thịt hay không? Còn phần đó. Chú trả lời cho. Bây giờ mình đã từ lâu sát sanh ăn mặn rồi. Bây giờ mình phát tâm ăn chay để quyết tu cho đạt đến chỗ kết quả thì cái đó cũng được cái luật ân xá. Đức thầy có nói đó, ơn trên ân xá bất tử căn để kịp đến long qua cầu Phật. Còn nếu mình không ăn năn thì sát một mạng đền một mạng, chặt một dao đền một dao, đúng như lời Đức Phật đã nói. Rồi xin thưa có đồng đạo hỏi và đồng họ đồng đạo hỏi ông Năm và câu hỏi kế tiếp. Hiện nay con ở xa chưa có duyên được gặp ông Năm, con gọi mong ông Năm nâng cấp đường tu của con ở xa. Xin cảm ơn ông Năm rất nhiều. Nâng cấp đường tu của cái người này ở xa nước ngoài nha.
ta không như về, bây giờ cái người ở xa mà muốn tự nâng cấp để cho sự tu tiến lên thì ở đây tôi cũng xin nói với quý vị, cái đó là tôi cũng được Đức Thầy cho phép tôi nâng cấp những người tu yếu lên mạnh, những người làm không được trở lại làm được, thì bây giờ tôi cũng nâng cấp cho cái cô này, tôi niệm bài Tây Phương Ba Vận là tôi nâng cấp đó. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Hóa Đồng Dân Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Hóa Đồng Dân Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Hóa Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Rồi như vậy là tôi nâng cấp cho cô đó xong rồi đó. Dạ. Rồi, kính thưa ông Nam Duyên Giác, tôi nói cho rành cái chỗ đó một chút, đồng đạo nói chưa có rành. Ban đầu là ly thân quyển, tức là rời cái thân quyển giả này, không chấp nó nữa. Cái bước thứ hai là ly cảnh quyển, tức là cái cảnh mà mình nhìn mắt thấy tai nghe đều là giả, cũng lìa luôn. Rồi tới bước thứ ba là ly tâm quyển, tức là cái tâm suy nghĩ lăng xăng lộn xộn mà duyên theo cảnh đó cũng giả luôn, cũng phải ly luôn. Rồi bước thứ tư nữa là ly luôn cái ly đó, cũng không còn luôn. Tất nhiên là trở lại cái bản tâm thanh tịnh thường hằng, là lặng nghe thấy biết. Tất nhiên là mình dùng cây chổi để quét bụi, bây giờ quét xong rồi thì cây chổi này cũng phải dẹp luôn. Chừng đó bản tâm thanh tịnh hiện tiền, lúc nào cũng hằng thấy, hằng nghe, hằng biết, rỗng rang thanh tịnh trùm khắp, rực rỡ, không có một cái gì che khuất nó được, gọi là ánh sáng mặt trời, gọi là ánh sáng mặt trăng. Như vậy mới thật là người tỏ ngộ chân tâm kiến tánh thành Phật. Cái câu trả lời đến đây có còn câu này là cuối cùng của người thấy rõ thân con không phải là của con, kiến thức con học được trong kiếp này cũng không phải là của con đó. Ông Nam nghe rõ nghe, nhờ ông Nam giảng dùm. Vậy con tu có sai không? Ông Nam từ bi chỉ dạy cho con. Kính thưa quý vị, cái cô này nói câu này cũng có cái ý vị thâm sâu. Cái thân mình cũng không phải là của mình, cái kiến thức học hỏi để biết đó, suy nghĩ để biết, tìm hiểu để biết cũng không phải là của mình, nhưng phải nhận ra cái của mình là lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết. Chứ mình biết cái không phải của mình mà không nhận được cái của mình thì chưa gọi là kiến lách. Cái đại khái là như vậy. Chị xin thưa ông Nam câu hỏi kế tiếp, cái này cũng như những người ở xa không à. Anh chị Thái Bình ở nước ngoài, tôn giả Đức, hỏi ông Nam là tôn giả Đức A Nan đắc đạo nhỏ thế, đắc đạo thế như thế nào? Sau khi Đức Phật dạy, sau khi Đức Phật nhập diệt mà Ngài đắc quả rất nhanh, có phải là đã có trong của Ngài, trong nhà của Ngài có cái sự sáng suốt ngoài rồi không gì ạ? Ông Nam này, kính thưa quý vị, trường hợp Đức Phật truyền cái ngôi tổ thứ nhất thì Đức Phật truyền cái tánh thấy, đưa cái hoa sen lên thì ông Ca Diếp nhận cái tánh thấy, ông mỉm cười, thì đó là ông Ca Diếp ngộ đạo. Đức Phật nói ta có tánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tập, hôm nay truyền cho Maha Ca Diếp. Lúc đó ông A Nan ông tối mù không biết gì hết. Cuối cùng tới chừng mãn ông Ca Diếp rồi thì ông Ca Diếp mới truyền lại cho ông A Nan. Lúc đó ông A Nan còn học kiên tự, còn chấp cái kiến thức cho nên chưa ngộ được. Thành vì vậy mà A Nan mới hỏi Ca Diếp, nói là Đức Phật truyền cho sư huynh cái Y Kim Luca với Bình Bát Đắc thì tôi biết, còn cái vụ mà Đức Phật truyền chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm thì tôi không biết, nhờ sư huynh nói lại cho tôi nghe.
thì ông Ca Diếp cũng biết rằng ông A Nan bị cái một bụng của ông á, kiến thức, cho nên bây giờ ông không ngộ đạo được. Thành ra ông mới hét lên một tiếng, ông nói A Nan, cái ông A Nan giật mình, quên hết văn tự, quên hết kiến thức, thì ông A Nan mới ngộ được cái thánh nghe. Ông Ca Diếp nói là cái trụ cờ đang cước lật ngược rồi, thì ông A Nan cũng tỏ ngộ được. Khi đó đó bắt đầu mới truyền cái ngôi tổ cho ông A Nan. Như vậy cái người muốn ngộ đạo là buông cái kiến thức học hỏi của mình để trở lại cái lặng lẽ thanh tịnh, hằng thấy là thánh Phật, hằng nghe là thánh Phật, sống ngay cái hằng thấy hằng nghe, không chạy theo âm thanh bị thấy bị nghe, thì ngay đó kiến thức mình đã vượt qua, chứng được cái tâm thanh tịnh rỗng lặng chân như, là gọi là kiến tánh thành Phật. Câu hỏi trên tôi trả lời đến đây kết thúc. Chưa cảm ơn. Còn một câu hỏi cuối cùng. Trong kinh Duyên Giác, Phật dạy biết quyển tức lìa và quyển tức là giác, phương tiện cũng chẳng thứ lớp, pháp này có phải cùng với pháp kiến tánh của ông Năm là một, và có phải là pháp đốn ngộ hay không? Đồng đạo hỏi về kinh Duyên Giác. Tôi nói cho rành cái chỗ đó một chút. Đồng đạo nói chưa có rành. Ban đầu là ly thân quyển, tức là rời cái thân quyển giả này, không chấp nó nữa. Cái bước thứ hai là ly cảnh quyển, tức là cái cảnh mà mình nhìn mắt thấy tai nghe đều là giả, cũng lìa luôn. Rồi tới bước thứ ba là ly tâm quyển, tức là cái tâm suy nghĩ lăng xăng lộn xộn mà duyên theo cảnh đó cũng giả luôn, cũng phải ly luôn. Rồi bước thứ tư nó là ly luôn cái ly đó, cũng không còn luôn. Tất nhiên là trở lại cái bản tâm thanh tịnh thường hằng, là lặng nghe thấy biết. Tất nhiên là mình dùng cây chổi để quét bụi, bây giờ quét xong rồi thì cây chổi này cũng phải dẹp luôn. Chừng đó bản tâm thanh tịnh hiện tiền, lúc nào cũng hằng thấy, hằng nghe, hằng biết, rỗng rang thanh tịnh trùm khắp, rực rỡ, không có một cái gì che khuất nó được, gọi là ánh sáng mặt trời, gọi là ánh sáng mặt trăng. Như vậy mới thật là người tỏ ngộ chân tâm kiến tánh thành Phật. Cái câu trả lời đến đây có còn câu này là cuối cùng của người ở Chợ Mới có qua đây hôm nay nhờ ông Năm giải dùm, là sao mà nghe cái pháp của chú nói là hiểu mà lại sao trong tâm nó nhiều việc lăng xăng quá, không biết sao, người này không biết để ngữ trị như thế nào. Dạ, nhờ ông Năm nói dùm tỏ ngộ chỗ đó. Kính thưa quý vị, cái người nghe mà hiểu được cái tâm Phật của mình, nhưng tại sao cái tâm còn lăng xăng, thì ở đây tôi xin đáp cái chỗ này. Dù nó lăng xăng, nó cũng không qua mặt được tự tánh, nó cũng không qua mặt được chủ nhân ông. Mình là người đang biết nó lăng xăng, thì mình giữ cái biết của mình thôi. Nó lăng xăng rồi kệ nó, rồi nó cũng hết lăng xăng. Cái chuyện đó là vọng tưởng, không ăn thua gì hết. Đừng chấp lăng xăng, đừng giữ nó lăng xăng, cũng đừng chống cự với nó luôn. Lúc nào mình cũng là người lặng lẽ, sáng rỡ, hiểu biết, soi chiếu nó, rồi nó sẽ tan biến, nó sẽ trở về tự tánh, chứ nó không chạy đường nào ra ngoài được hết. Vạn vật đều ở trong hư không, thì chạy đi đâu cũng ở trong hư không thôi, không chạy ra ngoài hư không được. Vạn vật đều ở trong tự tánh, thì lăng xăng lộn xộn gì cũng ở trong tự tánh. Khi mình ngộ được tự tánh rồi thì tất cả cái lăng xăng tự nó biến mất, khỏi cần lo cái điều đó. Rất dễ tu, dễ hành, không có khó khăn gì cái chỗ này hết. Thôi vậy dạ cảm ơn ông Năm. Xin kết thúc, vì là kết thúc luôn ha, tạm ngưng thời gian đi. Xong dạ. Rồi đó. Bây giờ ông Năm thì cũng xin ngày hôm nay là buổi giảng thiết giảng của ông Năm để cho quý vị đồng đạo trong nước và ngoài nước cũng hiểu, thì hôm nay là buổi kết thúc, tạm ngưng lại một thời gian để qua cái chứng bệnh dịch này đi. Rồi tùy duyên ông Năm giúp cho quý vị nào mới đó nghe mà chưa hiểu đó, thì lúc đó ông Năm không. Dạ. Thì duyên ông Năm. Xin chúc toàn thể quý vị đồng đạo nha, cũng như an tâm và vui vẻ an lạc trên đường đạo. Xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ cảm ơn sư huynh. Dạ cảm ơn ông Năm. Dạ chúc ông Năm luôn luôn dồi sức khỏe nha. Dạ xin chào ông Năm. Dạ. Rồi xin cảm ơn lại đại gia thi bệnh dịch luân hồi sinh tử. Rồi lên bước thứ hai, ly cảnh quyển, tức là những cái mình mắt thấy tai nghe bên ngoài đều là cảnh giả luôn, không phải thật, cho nên phải lìa luôn nữa, không chấp cái cảnh luôn. Rồi cái nữa còn cái gì nữa, cái thứ ba là ly tâm quyển, cái tâm vui buồn thương ghét giận hờn duyên theo cái cảnh trần, cho nên nó là vọng tưởng,
bây giờ tu muốn hết vọng tưởng thì phải ly luôn cái cảnh nữa thì mới trở lại tâm thanh tịnh được. Rồi bây giờ ly cảnh quyển luôn, còn cái gì nữa không? Ly cái ly quyển đó cũng ly luôn, không còn nữa, thì như vậy mới trở lại cái tâm thanh tịnh. Bây giờ ly hết trơn, không còn cái gì nữa, còn lại cái gì? Còn lại cái mình đang lặng trang sáng rỡ, rõ ràng biết cái đó là của mình, không ly được nữa, thì cái đó là Phật. Nhận ngay chỗ đó liền, kiến tánh thành Phật, khỏi tu ngày nào hết cũng thành Phật. Chỗ này hết sức là tuyệt vời, hết sức là dễ hiểu, ai tu cũng đắc hết. Yeah. Nghĩa là bây giờ nhờ cái chổi quét bụi sạch thì phải dẹp cái chổi luôn, tức là mượn cái pháp môn của Phật để mình ly tất cả các cảnh, rồi cái pháp đó cũng bỏ luôn. Mình tự thấy bản thân mình là Phật tánh, tự thấy cái biết mình trùm khắp vũ trụ hư không, thế giới này cũng đều là cái biết, chừng đó gọi là kiến tánh thành Phật. Tu như vậy, 10 người tu người đắc, vạn người tu vạn người đắc, 100 người tu 100 người đắc, ai tu cũng thành Phật hết, bảo đảm như vậy. Rồi xong rồi đó, tới cô nãy hỏi gì đó, lại đây. Công việc thì hỏi là bảo đảm. Tham sân si hay gì đó, nói lại đi, tôi giải đáp cho cô đi. Dạ, con là tu sĩ nhưng mà tham sân si sao nó còn hoài à? Ông nông giải cho con và các đồng đạo được lãnh hội luôn. Dạ, bây rồi tôi giải đáp cho cô. Dạ. Đức Phật đắc đạo rồi, tham sân si còn luôn. Còn như cô sao hết được? Cái chỗ này phải hiểu nha. Dạ. Quan trọng cái chỗ từ đó mình làm tham sân si, mình ôm vô nói tôi tham sân si thì bị tham sân si nó đẩy mình vào chỗ khổ đau. Có tham thì phải có sân, có sân để bảo vệ cái tham, bảo vệ không được thì mê si, từ mê si làm năng tâm tối ngu dại trở lại tham nữa, rồi tham nó xuống, tham sân si nó đi một cái vòng luân hồi sinh tử đời đời không thoát ra được. Phật cũng không có bỏ cái tham sân si, chỉ là không làm nó thôi. Cô biết cô tham sân si, cái biết đó là Phật. Tại sao không chúng mới biết ôm vô nói tôi tham sân si? Tham sân si không phải tôi, tự anh đến rồi tự anh đi hết liền dễ ẩm. Tu cái kiểu đại thừa thành Phật này vượt ra bỏ lại được em. Đúng rồi, khỏi diệt khỏi trừ gì hết, nghĩa là mình sống với cái biết thì tôi là người đang biết. Tham sân si kệ anh, tự anh đến tự đi, tôi chào anh luôn, vậy là xong. Người ơi giãy tay chào. Dạ. Chỗ này tuyệt vời luôn đó. Mình bỏ cái là rồi mà con là thắc mắc gì đó qua hỏi luôn nha. Vô. Rồi còn ai muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Ông Lâm hồi sáng con có xuống á, vợ con bệnh vậy đó, bệnh sao? Thành kinh tỏ, nhờ ông trị dùm. Trị bệnh phải không? Dạ.